Khi bà con bắt tay vào chăn nuôi, rất nhiều bà con còn đang lo ngại về cái vấn đề là bảo hành con giống và theo cái tháng tuổi nó nhỏ thì có được bảo hành hay không. Thì hôm nay tôi cũng chia sẻ luôn bà con, những con rúi trên tay tôi, đó là con rúi Mã Đào Thái Lan, hiện tại đang là 3 tháng tuổi. Đây bà con nhìn thấy đây. Với những con rúi này bà con bắt nhà tôi về, tôi sẵn sàng bảo hành cho bà con 10 ngày để bà con yên tâm chăm sóc. Nông thôn làm giàu, xin chào bà con. Chăn nuôi rúi Mã Đào Thái Lan tuy đơn giản, nhưng nếu không đảm bảo được các yếu tố cần thiết thì vấn đề hao hụt con giống là điều không thể tránh khỏi. Để giúp bà con hiểu rõ hơn về cách chăm sóc chăn nuôi rúi Mã Đào Thái Lan sao cho hiệu quả nhất, kênh Nông thôn làm giàu xin gửi đến bà con anh Nguyễn Văn Hiu, chủ trang trại tại thôn An Cốc, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Với nhiều năm kinh nghiệm trong chăn nuôi động vật hoang dã, anh Hiu sẽ chia sẻ những yếu tố mà bà con cần nắm được trong quá trình chăm sóc chăn nuôi rúi Mã Đào Thái Lan. Xin chào bà con, tôi tên là Hiu, chủ của một chuỗi trang trại chăn nuôi động vật hoang dã trải dài từ Bắc vào Nam. Hiện nay trại tôi đang chăm sóc và bảo tồn nhân giống con chồn hương, chồn mốc, con giòn, rúi Mã Đào Thái Lan, rúi mốc đại Trung Quốc. Trại một của tôi là ở An Cốc, Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội. Trại 2 là ở Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội. Trại 3 là ở Cầu Hai, Chân Mộng, Đoan Hùng, Phú Thọ. Trại 4 của tôi là ở phường Thế An Đông, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Hiện nay rất nhiều bà con đang chăn nuôi những con lợn, trâu, bò, vịt. Thì cái nó phải phụ thuộc vào cái cám bã, mà cái giá trên thị trường nó thay đổi thất thường. Thứ nhất là nó không đem lại hiệu quả cho bà con, mà lại cái thời gian bà con phải chăm sóc nó lại mất nhiều, bà con phải phụ thuộc vào cái một cái công việc đấy quá. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bà con. Đó chính là con rúi Mã Đào Thái Lan, một trong những con động vật hoang dã hiện nay đang phát triển rất là tốt. Thì để chăm sóc thành công con rúi Mã Đào Thái Lan thì bà con phải nắm được cho tôi những cái yếu tố sau đây. Yếu tố thứ nhất là đó là chính là về cái vấn đề chuồng trại. Thứ hai là cách chọn con giống. Thứ ba là ghép đôi sinh sản. Thứ tư đó chính là khẩu phần ăn. Thứ năm đó chính là cách nhận biết rúi khỏe hay yếu qua phân của con rúi. Đó chính là cái kỹ thuật quan trọng nhất tôi muốn chia sẻ cho bà con hôm nay để bà con thành công khi chăm sóc con rúi Mã Đào Thái Lan. Trong chăn nuôi rúi Mã Đào Thái Lan, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất đó chính là chuồng trại nuôi nhốt. Hiện nay, nhiều bà con đang tận dụng các loại chuồng sẵn có từ gia đình như chuồng lợn, chuồng bò, chuồng trâu để tiết kiệm chi phí để nuôi rúi. Nhưng để nuôi nhốt rúi đúng kỹ thuật, bà con cần vệ sinh sạch sẽ và cần đảm bảo các ô chuồng luôn được mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Đối với bà con chưa có sẵn chuồng trại, anh Hiu sẽ hướng dẫn bà con cách ghép các ô chuồng sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế bà con và số lượng cá thể rúi theo từng tháng tuổi. Để bắt tay vào nuôi con rúi Mã Đào Thái Lan thì điều đầu tiên không thể thiếu đó chính là vấn đề chuồng trại. Có thể bà con đang tận dụng là những cái chuồng bà con chăn nuôi lợn hay là trâu bò, vịt gì đó thì bà con nên làm giúp tôi là về cái mùa đông thì là nó phải ấm áp, nó phải kín đáo, nó không bị gió lùa trực tiếp vào mặt con rúi. Còn về mùa hè thì bà con làm thế nào cho tôi là nó thoáng mát, nhiệt độ nó dao động từ khoảng độ 25 đến 35 độ C. Như là tôi đây thì không dùng đến điều hòa. Đặc biệt là nhà tôi sẽ nuôi rúi trong cái môi trường tự nhiên nhất. Đây bà con chỉ cần xem chuồng trại nhà tôi đây, đó chính là nhiều cửa sổ. Ở trên nhà tôi thì chạy quạt trần. Quạt trần thì bà con lưu ý thì không nên bật quạt trần quá to, vì bật quạt trần số to thì gió đấy nó sẽ lùa trực tiếp vào mặt con rúi, nó sẽ có biểu hiện là sẽ bị về cái bệnh phổi. Nên bà con phải điều khiển cái quạt nó phải ở chế độ nó vừa thôi. Ở trên mái thì nhà tôi sẽ chạy dàn nước, khi lắng là tôi sẽ bật lên từ sớm để giúp cái nhiệt độ ở trong phòng nó sẽ đảm bảo ở cái mức nhiệt độ tốt nhất để khi chăm sóc con rúi. Khi bà con bắt tay vào ghép chuồng thì như chuồng trại nhà tôi đây thì sẽ cách từ mặt đất lên đến sàn chuồng đó chính là từ 7 đến 10 phân. Tại sao tôi lại làm như thế? Thì vì khi làm như thế thì tránh cái tình trạng là nó có sẽ giao mùa, nó sẽ dẫn đến lồm ẩm, nó sẽ bốc lên mà nó sẽ làm ướt lên ướt sàn khi con rúi nằm, nó sẽ gây ảnh hưởng, nó sẽ có những cái bệnh ngoài da của con rúi. Thế nên bà con cứ làm cho tôi cách từ 7 đến 10 phân. Khi bà con ghép chuồng, bà con đi ra những cái đại lý mua những cái gạch lỗi, gạch loại, thì thứ nhất là nó tiết kiệm chi phí cho bà con.
Thứ hai là thì gạch nó cũng không phải là quan trọng lắm trong trong cái vấn đề là nuôi. Chúng ta cứ làm nào mà mua rẻ để chúng ta ghép được là được. Khi bà con ghép chuồng với con rúi má đào Thái Lan thì bà con phải lên ghép gạch cho tôi, đó chính là gạch 60-60. Vì cái cơ thể trọng lượng trưởng thành của con rúi má đào Thái Lan nó có thể đạt từ 6 đến 7 cân một con. Nên khi bà con ghép gạch 50-50 thì nó sẽ trèo ra được và nó sẽ hao hụt con giống của bà con. Khi bà con ghép chuồng thì bà con phải ghép nhiều loại mẫu ô chuồng nó khác nhau, chứ không thể ghép một loại giống nhau được. Bà con có thể ghép như kiểu nhà tôi đây là 1m2 1m2, ô này là ô nuôi tập trung với những cái tháng tuổi từ 5 đến 7 tháng tuổi, bà con có thể nuôi nhốt trong này là được từ 7 đến 8 cá thể. Còn với những cái ô chuồng 60m2 thì bà con có thể nuôi ít nhất là 4 đến 5 cá thể. Còn với những cái ô chuồng 60-60 này thì ô chuồng nhà tôi là dành cho những con đã ghép đôi thành công. Nhà tôi sẽ tách ra, tôi sẽ nuôi nhốt ở trong ô 60-60 này. Nhất là nó sẽ ô nó 60 thì nó nhỏ, nó ít vận động nhiều, nó sẽ không ảnh hưởng đến khi trong quá trình con rúi nó mang bầu. Yếu tố thứ hai rất quan trọng với bà con mới tham gia vào mô hình chăn nuôi này, trong đó chọn rúi má đào Thái Lan giống, đây là yếu tố quyết định đến quá trình phát triển và cũng như có được rúi thương phẩm chất lượng cao. Để chọn được rúi má đào chuẩn và thuần chủng, bà con nên quan sát kỹ những đặc điểm như má rúi giống trái đào, mõm ngắn, mình dài, lông mượt. Để chọn được rúi má đào Thái Lan đực và cái chất lượng, anh Hưu sẽ hướng dẫn bà con cách chọn sau đây. Khi bắt tay vào chăn nuôi con rúi, cái chọn con giống một cái khâu rất quan trọng khi bà con chưa có kinh nghiệm. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bà con khi chọn con giống mà phát hiện đâu chính là con rúi má đào Thái Lan chuẩn 100%. Đây, trên tay tôi là con rúi má đào Thái Lan thuần chủng 100% đây. Bà con nhìn thấy đây, rất lành, ôm bế thoải mái. Đây bà con cứ để ý cho tôi, với con má đào Thái Lan chuẩn thì hai cái má đây bà con nhìn đây, như hai trái đào đây. Đây. Bọn này thì là mõm ngắn, mình dài. Đây, lông mượt. Con rúi má đào Lào thì khi bà con chỉ cần quan sát cho tôi để phân biệt được là đó chính là mõm nó rất dài mà nó rất là dữ. Đấy, không bao giờ ôm bế được. Những con đấy thì về bà con rất khó chăm sóc. Khi bà con đi chọn con giống với con đực thì bà con lên chọn cho tôi những con mà nó không bị khuyết tật, phải to, dài đòn, bộ phận sinh dục nó phải rõ ràng, hai bên cà phải đều nhau thì những con đấy nó sẽ phối rất tốt. Còn với con cái thì bà con chọn cho tôi những con cái nào mình dài, bụng thon, hai hàng ti phải đều nhau, đủ 10 vú, bộ phận sinh dục nó phải to, rõ ràng. Những con đấy là những con nái mẹ là sinh sản rất tốt. Đến với quá trình lên giống, rúi có thể lên giống ở các tháng tuổi khác nhau, nhưng theo anh Hưu thì khi lên giống, bà con nên bắt đầu từ 10 tháng tuổi trở lên, như vậy mới đảm bảo quá trình sinh sản tốt được. Để nhận biết rúi cái khi nào lên giống, bà con cần chú ý các hành động của rúi như đứng dậy cào chuồng, đi xung quanh, phát tiếng kêu lạ. Quá trình lên giống của con rúi má đào Thái Lan, bà con lưu ý cho tôi. Thì có những con rúi thì nó có thể lên giống rất sớm, đó chính là từ 8-9 tháng có con đã lên giống. Như với kinh nghiệm chăm sóc lâu năm của tôi thì tôi khuyên bà con bắt đầu từ tháng thứ 10 đổ ra, bà con sẽ ghép đôi sinh sản cho tôi. Vì khi đấy thì con rúi cái nó đã phát triển cái bộ phận sinh sản của nó đầy đủ. Nó cái tỷ lệ đậu bầu của nó và nuôi dưỡng thai nó sẽ tốt hơn. Để nhận biết con rúi cái nó đã lên giống, bà con có thể nhìn vào những biểu hiện của nó là nó đứng dựng, nó cào chuồng, cứ đi quanh chuồng, hoặc nó phát ra những cái tiếng kêu lạ, hoặc có thể là bỏ ăn. Thì bà con tiến hành cầm con rúi lên, bà con nhìn vào hai hàng ti và cái bộ phận sinh dục. Nếu thấy hai hàng ti ửng đỏ và cái bộ phận sinh dục lở to và đỏ hồng thì bà con lúc đấy sẽ tiến hành là thả giống. Thì với kinh nghiệm của tôi thì lúc nào tôi cũng đánh giá là sẽ lấy con đực sẽ là nhiều tháng tuổi hơn, thì tôi sẽ ghép vào với con cái đấy thì tỷ lệ đạt bầu nó sẽ rất cao. Tiếp theo là ghép đôi rúi má đào Thái Lan để phối giống. Trong quá trình này, có nhiều bà con có chút chủ quan, chỉ để rúi đực và rúi cái giao phối với nhau, nhưng không ở lại quan sát, vì khi phối giống, sẽ có trường hợp rúi cắn nhau, dẫn đến bị thương hoặc bị chết. Trong quá trình ghép đôi, rất nhiều bà con thiếu kỹ thuật, cứ chỉ thả con đực vào xong là bà con lại đi ra chỗ khác, thì rất nhiều trường hợp đã bị cắn nhau, chết. Thì hôm nay tôi chia sẻ luôn cho bà con, trong quá trình tiến hành ghép đôi,
bà con phải theo dõi ít nhất cho tôi trong vòng 1 tiếng. Vì khi có thể con đực con cái không hợp nhau dẫn đến cắn nhau, là thứ nhất là lặng thì có thể là dẫn đến là chết. Rồi thứ hai là sẽ ảnh hưởng, nó sẽ bị nhiều vết thương, nó ảnh hưởng đến sự phát triển của con rúi. Nên bà con lưu ý cho tôi ở một cái điều đó. Thường thì cái quá trình mà ghép đôi thì sẽ diễn ra trong vòng là 10 đến 14 ngày. Thì trong cái quá trình đấy mà hai con nó giao phối với nhau, thì để cái nhận biết khi con cái nó lên bầu, thì thường bà con nên để ý là con cái nó sẽ có đọng lại một cái hạt phèn ở cái bộ phận sinh dục của con cái. Thì lúc đấy là con đực con cái nó đã phối. Tỷ lệ lúc đấy bà con chỉ cần theo dõi cho tôi cái hạt phèn thường xuyên. Nếu như trong quá trình mà giao phối nó đạt được khoảng độ từ 7 đến 8 hạt phèn đấy, thì tỷ lệ con cái nó đậu bầu là 90%. Sau khi phối giống thành công và rúi cái đã mang bầu, bà con cần tách rúi cái sang ô chuồng với diện tích 60cm x 60cm. Ở ô chuồng nhỏ như này sẽ giúp rúi cái tránh vận động nhiều, giảm ảnh hưởng đến quá trình mang thai. Thêm nữa, bà con nên bổ sung thêm ngô và mía nhiều hơn thường ngày, cùng với bổ sung thêm canxi tổng hợp hoặc xương động vật. Sau khi quá trình ghép đôi, khi con cái nó đã mang bầu, thì bà con tiến hành tách con cái ra cái ô 60-60 cho tôi. Thứ nhất là để giúp con cái nó ở trong cái ô 60-60 thì nó ít vận động, thì nó không ảnh hưởng đến cái quá trình nó mang bầu. Bà con lên che cho tôi kín một chút, tránh nhiều tiếng ồn, thì giúp con cái nó sẽ có chế độ yên tĩnh, thì cái quá trình đấy nó sẽ chăm sóc cái bầu của nó phát triển sẽ tốt hơn. Còn với cái chế độ của con cái mang bầu ấy, thì bà con nên bổ sung cho tôi ngô và mía nhiều hơn bình thường. Có thể bà con có thể bổ sung thêm cả canxi tổng hợp hoặc là xương bò. Nguồn thức ăn của rúi rất đa dạng và chi phí rất thấp, nhưng không vì thế mà bà con có thể sử dụng những thực phẩm không đảm bảo về chất lượng, vì sẽ dễ gây cho hệ tiêu hóa của rúi hoạt động không tốt và ảnh hưởng đến quá trình phát triển của chúng. Sau đây, anh Hưu sẽ chia sẻ cho bà con khẩu phần ăn và cách điều tiết thức ăn của rúi sao cho hợp lý nhất. Thức ăn chính của rúi Mã Đào Thái Lan là đó chính là tre, ngô, mía, thân cây sắn, thân cỏ voi. Nhưng bà con làm thế nào để mình điều hòa cái thức ăn trong một tuần, trong quá trình mình nuôi ý, để nó không bị thừa thãi, thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bà con. Như đây là cái miếng ngô trên tay tôi. Đây bà con thấy đây. Với những con từ 3 đến 4 tháng tuổi, bà con chỉ nên chặt cái miếng ngô như này thôi. Khi bà con chặt quá to thì nó ăn không hết. Mà nó ăn không hết mà bà con lại không nhặt đi, thì nó dẫn đến cái trường hợp đến sáng sau nó sẽ bị hỏng, bị thiu. Nó ăn vào nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường tiêu hóa của con rúi. Còn với cái bọn từ 5 tháng đến 7 tháng, thì đây bà con nhìn trên tay tôi, đây là miếng ngô đây. Còn với những con trưởng thành từ 8 tháng đổ lên, đây nhà tôi sẽ cho ăn một miếng ngô như thế này. Còn với mía, đây bà con thấy đây, trên tay tôi đây, với những con trưởng thành đây, một đoạn mía đây. Còn với những con mà từ 5 đến 7 tháng đây, bà con nhìn đây, khẩu mía chỉ chặt như này thôi. Còn với những con 3 đến 4 tháng, bà con chỉ cho một mẩu ngắn như này thôi. Rúi thì nói về mía thì nó chỉ ăn hai cái đầu, mỗi đầu nó ăn một chút. Khi bà con chặt nhiều quá thì nó cũng dẫn đến cũng thừa, nó lãng phí chứ không giúp được về cái vấn đề gì cả. Còn khi bà con cho ăn tre, thì tre thì với những con trưởng thành thì bà con có thể chặt to, nhưng với những con từ 3 đến 4 tháng tuổi, bà con nên chặt nhỏ cho tôi, cho nó vừa cái tay nó ôm, mà nó ăn nó sẽ dễ hơn. Thì bà con chặt to quá thì cái răng của con rúi lúc đấy thì nó vẫn còn chưa phải là chắc khỏe lắm. Bà con mà chặt to quá thì nó ăn kém hơn trong quá trình cho ăn. Trong một ngày thì bà con chỉ cho, một là cho ăn ngô, hai là ăn mía, chứ không được cho ăn ngô cả mía trên một ngày, vì đấy là cái lượng nước của nó quá nhiều, có thể dẫn đến tình trạng rối loạn tiêu hóa. Tình trạng đấy kéo dài thì sẽ dẫn đến tình trạng thể lặng, là sẽ có thể bị đi ngoài cho con rúi. Khi bà con đến xem rúi giống tại những trang trại khác, họ sẽ chỉ cho bà con những ưu điểm của rúi và bỏ qua những vấn đề khó mà chúng có thể gặp phải. Vậy nên, để có thể hiểu rõ hơn về những ưu khuyết điểm của loài động vật hoang dã này, bà con hãy đến trang trại của anh Hưu. Tại đây, bà con sẽ được anh hướng dẫn cách phòng tránh những rủi ro mà có thể gặp phải trong quá trình chăn nuôi rúi Mã Đào Thái Lan. Trong quá trình bà con bắt tay vào chăn nuôi con rúi Mã Đào Thái Lan, khi bà con tìm đến các trang trại mà để chọn con giống hoặc chăn nuôi, thì rất nhiều trang trại người ta chỉ nêu những cái ưu điểm của con rúi, chứ người ta không bao giờ người ta nói cho bà con về cái mặt khó, vì cái mặt khó con rúi nó rất là quan trọng. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bà con đó chính là về cái mặt khó khi nuôi con rúi.
đó chính là những về những cái thời tiết giao mùa hoặc những cái lúc thay đổi thời tiết thì những cái bệnh con rúi nó hay thường gặp mà bà con phải lên phòng như thế nào. Thì hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ trực tiếp cho bà con, giúp bà con trong quá trình chăm sóc nó sẽ giảm được cái tối đa nhất cái hao hụt cho bà con. Với những bà con mới bắt tay vào nuôi ý, mà nắm lúc cái thời tiết nó giao mùa, và với những cái trường hợp bà con lưu ý là khi bà con cảm thấy con rúi nó ăn kém hoặc nó hay có biểu hiện ngồi ở góc hoặc là gục đầu xuống, thì bà con lên kiểm tra cho tôi là cầm con rúi lên, bà con lên nhìn xem rúi có bị khò khè hay là chảy nước mũi. Thì lúc đấy bà con điều đầu tiên bà con là lên đó chính là dùng cái nước muối, bà con vệ sinh cái mũi của nó đi. Sau đó bà con dùng cái Fluoroxy một ngày với theo tháng tuổi, những con nhỏ bà con giỏ 2 giọt, những con to bà con giỏ cho tôi khoảng 4 giọt, chỉ khoảng 2 ngày là sẽ khỏi. Trong quá trình buổi sáng khi bà con bắt đầu đi cho rúi ăn, bà con lên kiểm tra phân của rúi. Phân của rúi là nó đánh giá luôn cái sức khỏe của con rúi. Khi những biểu hiện mà bà con thấy cái biểu hiện phân mà nó kém, nó lát, thì lúc ấy bà con phải xem lại khẩu phần ăn. Có thể bà con cho khẩu phần ăn nó chính là nó bị đồ ăn nó bị hỏng hoặc là nó có chứa chất bảo quản gây cái ảnh hưởng cái đường tiêu hóa của rúi, thì nó sẽ điều đầu tiên nó sẽ phân lát. Nếu như bà con mà không phát hiện sớm, lặng hơn, nó sẽ dẫn đến tình trạng nguy hiểm. Với những bà con chưa có kinh nghiệm thì rất khó chữa trị, thì lúc đấy tỷ lệ hao hụt con giống của bà là sẽ có. Như hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bà con, khi những cái trường hợp khi mình nhìn thấy phân con rúi nó kém, bà con lên chỉ cho ăn mỗi tre không hoặc là thân cây sắn, bà con cho ăn cho tôi trong vòng từ 2 đến 3 hôm. Khi mình cảm thấy cái phân con rúi nó ổn định, nó to, nó thành khuôn mà nó tơi xốp, thì lúc đấy bà con lại quay lại cái chế độ ăn như bình thường cho tôi. Nuôi rúi tuy không mới, nhưng đây là loại hình chăn nuôi cần phải có kinh nghiệm kỹ thuật và biết cách chọn giống chuẩn thuần chủng. Qua đó, anh Hưu mong muốn nếu bà con nào đang có nhu cầu tìm nơi bán rúi má đào Thái Lan giống uy tín thì hãy trực tiếp đến một trong những trang trại của anh ở khu vực miền Bắc, có địa chỉ tại thôn An Cốc, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Tại đây, bà con sẽ được anh cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý cùng với chính sách bảo hành con giống và hợp đồng bao tiêu rúi má đào Thái Lan thương phẩm cho bà con. Trong trường hợp bà con mong muốn được ở lại để được học hỏi kinh nghiệm chăm sóc, anh Hưu sẽ cung cấp trang thiết bị giúp bà con dễ dàng tiếp thu hơn. Để biết thêm thông tin chi tiết, bà con có thể liên hệ cho anh qua số điện thoại 0378 64 69 68. Kênh Nông Thôn Làm Giàu xin chúc bà con thành công.